Happy birthday to you. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cọp. Đấy, đây ông cọp cọp và cậu ấy. Hôm nay được tổ chức sinh nhật nhá. Có biết sinh nhật là gì không? Hôm nay sẽ tổ chức cho cọp, đã chuẩn bị cho cọp một cái bánh sinh nhật rồi. Đây, để em đưa máy quay lên đây. Đây, bánh sinh nhật của bạn cọp đây. Đấy, quay chữ chúc mừng sinh nhật cọp. Chúc mừng sinh nhật cọp đây này. Xong rồi, ở đây đã chuẩn bị cho cọp đưa con gà đây em. Bia, coca. Đấy. Bia mà cô mua cái lon bia nó màu đỏ, nó hơi giống coca tí. Bia, coca và gà. Không, đừng có đặt lên, để đấy luôn được. Đấy, một con gà luộc. Gà này cho nhân viên tự làm thịt cho nên là nó còn sót tí lông. Không sao, vấn đề là ngon là được cọp nhờ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho anh cọp nhá. Chuẩn bị đốt nến nào. Ê, còn con đuôi, con đuôi. Để cọp chào khán giả cái nhờ. Chào, chào khán giả, chuẩn bị ăn nào. Chào khán giả. Chào, chào, chào. Chào, chào. Chào, chào. Ôi, cọp giỏi. Giỏi. Cọp giỏi, cọp giỏi. Chờ tí nhá, để chuẩn bị tổ chức sinh nhật nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đội mũ cho cọp. Má ơi, chuẩn bị đội mũ. Không hiểu không, các bà làm cái trò gì mà lại đội mũ. Nhìn cái mặt ông buồn cười, nhìn cái mặt ông buồn cười không kìa. Ông không hiểu cái trò gì. Không hiểu cái trò gì để đội mũ tôi này. Nhìn cái mặt ông buồn cười. Đấy. Đốt nến, đốt nến, đốt nến, chúc mừng sinh nhật. Đốt nến, đốt nến, đốt nến. Rồi, ba ngày chúng ta chuẩn bị đốt nến, đốt pháo bông lên nào. Để chúc mừng sinh nhật của bạn cọp nào. Đây, bạn cọp ngước mặt lên nào. Tiến lên, đốt rồi, đốt rồi, đốt rồi, đốt rồi. Từ từ, từ từ. Rồi, happy, happy, happy you. Happy birthday to cọp. Happy birthday to cọp. Happy birthday to cọp. Chúc mừng sinh nhật thằng cọp. Chúc mừng sinh nhật thằng cọp. Chúc mừng sinh nhật đại ca cọp. Hello cọp. Cọp ơi. Rồi bây giờ tiếp theo là cắt bánh nha quý vị nha. Bây giờ sẽ cắt bánh chúc mừng sinh nhật bạn cọp nha. Bây giờ bạn cọp ngoắt mười lia lịa. Cọp 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 cọp. Đoạn này ông ấy phân khích rồi. Ông phân khích rồi, lúc nãy ông có bảo đội mũ tôi chả hiểu cái gì, nhưng bây giờ cái món này tôi hiểu rồi. Đấy, rồi bây giờ bạn cọp với bạn Giang. Rồi bạn cọp với bạn Giang ăn thi nha, xem bạn nào ăn nhanh hơn nha. Đấy, đừng có đưa cái mồm anh cọp gần lên đây, từ từ bình tĩnh. Rồi, 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 bạn Đạo thèm quá, chắc phải cho bạn Đạo miếng nữa. Rồi, rồi, bạn, rồi, rồi, rồi. Rồi. Bây giờ bạn Giang và bạn Cọp sẽ tổ chức một cái. Bây giờ bạn Giang với bạn Cọp sẽ chuẩn bị ăn thi cho bạn nào. Bạn nào ăn nhanh hơn nào. Bây giờ, ôi. bây giờ bạn Giang với bạn Cọp chuẩn bị nhá. Rồi đặt bạn Phương đặt chỗ này. 2, 3 rồi bạn Giang ăn đi, bạn Giang ăn nào nhá. Rồi bạn đã ăn nhanh hơn nào. Ôi, bạn Giang thua rồi, bạn Giang thua rồi, bạn Giang thua bạn Cọp rồi. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Cọp bây giờ ăn thịt gà đi, bây giờ ăn thịt gà đi chứ. Bây giờ ăn thịt gà đi, bây giờ ăn thịt gà đi. Bây giờ có vợ lấy thịt gà đây. Đấy, ui giời, cái này nó mới ngon là. Bây giờ xé từ từ nhá. Đấy, xé từ từ. Cọp chưa? Cọp chưa? À là cho bia với coca. Không, cho vừa vừa. Chơi cả bia cả thịt gà luôn đi. Lấy cái bát của nó đâu. Cọp chuẩn bị nhậu. Bóc bia đi, bóc bia đi. Bảo chuẩn bị nhậu là phải bóc liền. Bởi vì... Đấy, ui giời, cọp ơi. Cọp ơi, này. Bia kìa. Ấy, rồi. Đưa. Rồi, nhậu. Uống bia chứ, phải uống bia chứ. Rồi, cho một miếng đùi gà, cho một đùi gà đi. Đấy, bây giờ, từ, cọp, chưa, bình tĩnh. Chờ nhá, đây, nào, coi nó đớp rồi. Trời ơi.
ngâm miếng bia không thèm. Được, chờ nào. Giờ anh sẽ ăn gần như hết cả con đua con gà này anh Cọp ạ. Còn chỉ chừa phần cho Cọp con với vợ nữa nhá. Chờ tí nữa phải sinh nhật mình phải để cho nhật Cọp phải cho vợ con Cọp ăn với chứ Cọp nhà. Úi giời ơi. Ăn gà bia đi. Giời ơi. Không, bây giờ không thèm ăn bia à? Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Rồi thôi thôi cô ấy không nó đớp phải tay cô á. Tại các cô ấy nó tập chờ được mà, tại các cô không tập cho nó để cho nó ăn ấy quá, cho nó ăn máu quá. Bây giờ sẽ cho bạn Cọp ăn trước một cái đĩa trước. Rồi, cho bạn ăn cái đĩa đấy trước đi. Quá không gần nó ăn cả cái tô đấy, đừng có để nó gần quá. Cọp nó gắn bó với tôi là 8 năm rồi quý vị. Bây giờ là sinh nhật lần thứ 8 của Cọp. Cọp là một chú chó rất là tình cảm và rất là khôn. Chúng ta xem những cái video chó Phú Quốc bảo vệ chủ rồi chó Phú Quốc săn chuột các thứ. Nói chung là Cọp này nó giữ nhà rất là tốt, bảo vệ chủ rất là tốt. Có những video tấn công bảo vệ chủ rất là tốt và săn bắt chuột cực giỏi. Không cho Coca thì nó đã không uống bia rồi, em vẫn cứ đưa bia ra đấy em. Bây giờ chúng ta sẽ thử cho Cọp uống Coca nào. Cọp uống kia. Cọp. Không có cảm xúc gì với Coca mới bia hết. Bây giờ chỉ có thích thịt thôi. À, cất cái ấy đi, nó đổ vào đấy đấy. Trước hết là nhân dịp sinh nhật Cọp thì cảm ơn Cọp trước. Cảm ơn anh Cọp đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong việc bảo vệ nhà cửa, săn bắt chuột. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã yêu mến Cọp trong suốt 8 năm qua có Cọp. Còn cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube Nguyễn Viết Hòa trong 10 năm qua. Đấy, mặc dù kênh của mình là quay nhiều nội dung cho nên là nó hơi lộn xộn tí. Bây giờ đang cố gắng là quay tập trung lại một số cái nội dung chính thôi, để quý vị các bạn không bị phân tán sang những nội dung khác. Bây giờ sẽ nhân viên tiếp tục chuẩn bị cho Cọp xé ra cho nó ăn. Thực ra là chó Phú Quốc chả cần xé đâu, nhưng mà mình xé được cái nó ăn là nó tình cảm với sinh nhật của nó, mình nhìn chiều nó tí. Còn bình thường thì chỉ cần bỏ bớt những cái xương cứng đi là được thôi. Chó Phú Quốc là một cái giống chó tuyệt vời, thông minh, dũng mãnh, giữ nhà tốt, săn bắt giỏi. Đấy là đặc điểm của chó Phú Quốc. Nó hơi nghịch ngộ một tí. Nếu mà chúng ta muốn nuôi chó cảnh ấy, thì chó Phú Quốc nó nghịch ngộ hơn chó cảnh. Đây, bây giờ tiếp theo là một đĩa thịt gà. Ui dồi, anh ta đã ngoắt đuôi lia lịa. Hello bạn Cọp nào, mời bạn Cọp. Hello. Úi giời ơi. Tuyệt vời Cọp nha. Tôi chả biết sinh nhật là gì, chỉ biết không các bà cho tôi ăn ngon là tôi sướng rồi, chứ còn chả cần phải sinh nhật gì Cọp nha. Và lần sau cứ thấy không các bà đội mũ cho tôi là tôi sướng rồi, kiểu gì cũng được ăn ngon rồi. Cứ thấy đội mũ là kiểu gì cũng có tiệc tùng. Nhưng mà hôm nay anh lại không cần bia với nước ngọt nhỉ. Bình thường anh này anh uống cả bia và nước ngọt, nhưng mà chắc là tại hôm nay thịt gà hấp dẫn quá nên anh không thèm bia nước ngọt luôn. Thì nó để phần cho Cọp con với cả Milu với nhá. Là hôm nay sinh nhật của bố sẽ để phần cho cả vợ con của Cọp nữa. Đấy. Chó Phú Quốc thì như các video trước tôi đã nói với quý vị các bạn nhiều là nó là một cái giống chó mà rất là tuyệt vời của Việt Nam. Tuy nhiên là vì lợi nhuận nhiều người Việt Nam người ta cứ lai tạp lung tung nên là chó Phú Quốc vẫn, mặc dù đến bây giờ là sau mười mấy năm kêu gọi bảo tồn, nhưng đến bây giờ chó Phú Quốc vẫn đứng bên bờ tuyệt chủng. Bởi vì là do người ta lai chó Thái Lan nhiều quá, đến giờ phút này thì chó Thái Lan lai chó Phú Quốc vẫn chiếm đa số trên thị trường Việt Nam, chiếm đến 80%. Các diễn đàn vẫn là đang bán chó lai Thái Lan chứ không phải là chó Phú Quốc. Lâu nay thì mình không có nuôi nhiều để mà có thể cung cấp cho quý vị các bạn nữa. Hiện tại thì mình chỉ nuôi khoảng độ cả
cả anh em bạn bè người thân của mình nuôi cũng chỉ khoảng độ mấy chục con thôi, không có nhiều. Trước đây thì bản thân nhà mình đã nuôi hơn 20 con rồi, nhưng bây giờ thì cũng bận cho nên là không có thể nuôi nhiều được. Quan trọng con chó Phú Quốc là nó phải thông minh, dũng mãnh, leo trèo, săn bắt giỏi, đấy là yếu tố hàng đầu. Luôn tiện là sinh nhật cọp, có để khi nào xong thì nói nhé. Luôn tiện sinh nhật cọp đọc cho mọi người nghe bài thơ Bắc Hà viết về cọp. Lâu lâu rồi không đọc, không biết là bây giờ đọc trôi chảy không. Chó Phú Quốc. Mọi người đi làm hết, nhà còn tao với mày. Tao đã là hưu trí rảnh rỗi suốt cả ngày. Mày sống, mày gì đây viết thế này, mày giống chó Phú Quốc sống từ trước đến nay. Mày cà phê không uống, rượu bia cũng chẳng mày may nữa. Mày đúng là rượu bia cũng chẳng mày may thật. Trước đây mày còn uống, bây giờ mày còn không thèm uống nữa. Mày ngày đêm canh cổng, có chuột sủa cắn ngay. Tao đam mê đủ thứ, lang thang suốt cả ngày. Tao với mày, cái gì? Có mày tao yên trí, chả sợ trộm ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, yên lòng giấc ngủ say. Ta xem nhau là bạn, chẳng nề hà thiệt hơn. Vẫn một ngày ba bữa, nhưng ăn sau là mày. Bác Hà bác cho chó của bác ăn sau, nhưng mình cho chó ăn trước. Đừng bao giờ tự ái, vì tao chủ của mày. Sống vô tư thế nhé, tao quý mày lắm thay. Phải canh phòng cẩn thận, ngoan ngoãn và hăng say. Khi cả nhà đi vắng, trách nhiệm giao cho mày. Đừng phụ lòng tao nhé, người bạn mến thương này. Chẳng phải là tri kỷ, nhưng vui hơn vì mày. Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô, bạn đạo, hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô. Mình đang cầm máy quay không hoan hô được. Úi dồi, hoan hô cái ăn ác quá. Vẫn còn để nhiều thế, chắc là để cho anh cọc bồ cọc con với cả Milo ít thôi. Cho anh hôm nay sinh nhật của anh phải được ăn nhiều hơn. Anh để ăn đa số. Rồi, tiếp. Anh ăn nhiều quá đi, cho mình hôm nay sinh nhật của anh phải được ăn nhiều hơn. Thì thoảng ta phải tổ chức cái dịp như thế để ăn uống cho nó sướng cọp nhà. Úi giời, gà thì gà sạch, nhà nuôi được, ăn quả nào là mê quả đấy cọp nhà. Nó ngon dễ sợ luôn. Đây, hôm nay cô Giang có làm mấy cái vòng tặng cho cọp kìa. Đấy, để xem anh cọp anh có thích cho quà của cô Giang làm này. Đó, đầu tiên là một vòng lá mơ lâu. Ôi giời. Không thèm. Không thích cái loại đấy ai. Đấy giời, tôi thích thịt gà thôi, tôi chả thích mấy cái lá khỉ đấy. Bây giờ lá này nào, lá này là lá dương sỉ nào, đây dương sỉ cũng không thích, cũng không thích luôn. Ôi giời, bây giờ anh chỉ có cảm xúc với thịt gà thôi, rồi ăn đi. Ôi giời, ngoắt đuôi, mừng quá nhỉ, vui quá cọp nhỉ. Phần này thì bây giờ ăn hết cái đấy đi, để còn lại cho cọp con với Milu. Em chia đôi đấy cho cọp con với Milu đi. Vào đi em. Bây giờ sẽ cho ăn từng miếng một từ, bởi vì phần này nó có xương nên là không nên cho ăn nhiều quá. Rồi cho tiếp cái đấy vào đi, cho từng miếng một. Em cứ cho đi xương cũng được, không sao cả, vấn đề là từ để nó ăn xong đã, bởi vì xương nó phải nhai xong đã. Xương mà từ cứ để cho nó ăn xong đã, rồi những khác. Nếu có xương không được, cho ăn vội nó nuốt vào trong bụng nó là rách việc. Từ em cứ bình tĩnh như nào, em cho ăn kiểu đấy sợ quá. Rồi. Tôi thấy khi nào nó ăn xong rồi mới cho miếng khác. Nó có xương mình không nên cho nó ăn vội quá. Đây là con của cọp bố quý vị. Nó trẻ cho nên là nó ăn lớp tớp. Chúng ta nên cho nó ăn từ từ. Từ
từng miếng một để không nó không bị hốc xương. Khi mà nó ăn xong miếng này chúng ta mới cho miếng khác. Cái này xương nó nhiều và xương nó cứng, còn cọc bố lúc nãy thì ăn thịt nhiều hơn vì nó ưu tiên sinh nhật của cọc bố ấy, cho nên là sẽ được ưu tiên hơn. Rồi bây giờ sẽ cho Milu ăn. Đấy, anh cô Phượng quay kiểu gì mà cho chổng mông ở đây, quay ấy đi, quay cho đi em cho đi, em dơ lên tay nó không biết hả? Đấy. Đấy, ngon lành. Ngon nào, ăn đi. Như vậy là chúng tôi đã tổ chức một cái cuộc sinh nhật cho cọp rất là vui. Cảm ơn anh cọp, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để ủng hộ tất cả chúng tôi, quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn nhiều. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.